Chung xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin dự báo thời tiết biển ngày hôm nay, mùng 5 tháng 1 năm 2013 của kênh VTC14. Lưới áp cao lạnh lục địa có cường độ ổn định bao phủ toàn bộ khu vực Vịnh Bắc Bộ, Bắc và giữa biển Đông, gây ra trường gió đông bắc hoạt động với cường độ mạnh trên các khu vực này. Trong khi đó thì cơn bão số 1 có tên quốc tế là Sonamu đang hoạt động và gây thời tiết xấu, biển động mạnh trên khu vực Nam biển Đông. Hồi 7 giờ sáng nay, Vị trí tâm bão đã ở ngay trên khu vực đảo Trường Sa lớn thuộc quần đảo Trường Sa. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, tức là từ 75 đến 88 km h giật cấp 11, cấp 12. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 15 km. Đến 7 giờ sáng mai ngày 6 tháng 1, vị trí tâm bão sẽ cách đảo Côn Đảo khoảng 260 km về phía Đông Nam và sức gió sẽ mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, tức là từ 75 đến 88 km h giật cấp 11, cấp 12. Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Nam, có khả năng di chuyển chậm lại, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Đến 7 giờ ngày 7 tháng 1, vị trí tâm bão ở cách qua đảo Côn Đảo khoảng 220 km về phía Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là từ 62 cho đến 74 km h giật cấp 11, cấp 12. vùng biển phía Bắc Vịnh Bắc Bộ. Do không khí lạnh đang ổn định và suy yếu dần nên cường độ gió đông bắc trên khu vực Vịnh Bắc Bộ có xu hướng giảm dần xuống cấp 5. Ngày hôm nay thì tại vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ chỉ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật trên cấp 6 biển động. Vùng biển phía Nam Vịnh Bắc Bộ trên khu vực vùng biển Nam Vịnh Bắc Bộ ngày hôm nay cũng chỉ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa nơi đây trên 10 km, gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật trên cấp 6 biển động đến với vùng biển từ Quảng Trị đến khu vực Quảng Ngãi, bao gồm có đảo Cồn Cỏ và Lý Sơn, cũng sẽ có mưa vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật trên cấp 6 biển động. Vùng biển từ Bình Định đến khu vực Ninh Thuận, bao gồm có đảo Phú Quý, có mưa rào và rông rải rác tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 6, giật trên cấp 6 biển động. Đến với vùng biển Bình Thuận đến Cà Mau, bao gồm có côn đảo, Hiện nay thì bão Sunamu vẫn đang di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 15 km. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão kết hợp với hoạt động của gió mùa Đông Bắc, nên tại khu vực vùng biển từ Bình Thuận cho đến Cà Mau ngày hôm nay và ngày mai sẽ có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Tầm nhìn xa trên 10 km nhưng giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Đông Bắc hoạt động cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9 biển động mạnh. Không thuận lợi cho các hoạt động khai thác cũng như là đánh bắt như là du lịch trên biển. Vùng vịnh biển Cà Mau đến khu vực Kiên Giang bao gồm có đảo Phú Quốc và Thổ Chu. Nằm ở vị trí khuất gió nên vùng biển Cà Mau Kiên Giang ít chịu ảnh hưởng bởi những đợt tăng cường của không khí lạnh từ phía bắc xuống. Do vậy mà trong thời kỳ này, sóng gió nơi đây thường không mạnh và chủ yếu duy trì ở mức cấp 4, thời tiết biển tốt với tầm nhìn xa hầu như không bị hạn chế nên khá thuận lợi cho tàu thuyền ra khơi đánh bắt. Còn tại vùng biển Vịnh Thái Lan cũng như vùng biển Cà Mau Kiên Giang ngày hôm nay tại khu vực Vịnh Thái Lan, thời tiết chỉ có mưa rào và rông ở một vài nơi. Gió đông hoạt động ở mức cấp 4, tầm nhìn xa thoáng trên 10 km, nên đây cũng là địa điểm thuận lợi cho tàu thuyền ra khơi hoạt động. Khu vực Bắc Biển Đông và huyện đảo Hoàng Sa, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1 kết hợp với gió mùa đông bắc mạnh, nên khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, có gió đông bắc liên tục duy trì ở cường độ mạnh, song gió có lúc lên cao gần 5 mét. Và ngày hôm nay thì trên khu vực biển có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 6, có lúc cấp 7 giật cấp 8 biển động. Khu vực giữa biển Đông từ 10 đến 15 độ vĩ Bắc có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 6, có lúc cấp 7 giật cấp 8 biển động. Và cuối cùng sẽ là khu vực Nam biển Đông, bao gồm quần đảo Trường Sa, Huyền Trân và sông Tử Tây. Bão số 1 quét qua đảo Trường Sa lớn gây thời tiết xấu cho khu vực Nam Biển Đông và đặc biệt là cao sóng cao có lúc lên đến 7 mét. Đây là mức sóng cực kỳ nguy hiểm, kèm theo đó là mưa bão, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống từ 2 đến 4 km trong mưa, gió mạnh cấp 6, cấp 7. Vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, cấp 12, biển động rất mạnh. Các phương tiện tàu thuyền hoạt động trên khu vực vùng biển này cần hết sức chú ý, tránh ra khơi vào thời điểm xảy ra những hiện tượng thời tiết xấu để hạn chế những thiệt hại đáng tiếc có thể xảy ra. Bản tin dự báo thời tiết biển ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.